người mắc họa ngủ không yên bị chê là thứ ba, địa ngục thứ bốn. Bản dịch của ngài Minh Châu: tà dâm tà vậy vỡ người, bốn điều bất hạnh đến thời phải vương. Một, chịu hỏa hại tai ương. Hai là khó ngủ dạ thường lo âu. Ba, đời phỉ nhổ ngập đầu. Bốn, đọa địa ngục đâm sâu cột đùm. Bản phổ thơ của ngài Di Đức và Nam Mô Bụt Thà Dạ. Còn xin được xung ích. Bây giờ còn mỗi xích nhật huỳnh thôi. Bác Thanh A xin được kính mời xích nha. Xích nhật huỳnh có chiếc máy không dạ? Kính mời xích nhật huỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, Nhật Quỳnh, cái máy của Nhật Quỳnh thấy cái bàn tay cảm vân nên Nhật Quỳnh tưởng là cảm vân chưa kệ, vậy là cảm vân kệ rồi. Dạ, cảm ơn Rạng Đông và kính chào Xích Sương Mai. Dạ, Xích Sương Mai có cầm mít được không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ? Nếu Xích Sương Mai cầm mít được thì Nhật Quỳnh kính mời Xích Sương Mai ạ. Biết sao cái máy Nhật Quỳnh còn bàn tay của cảm vân. Dạ, Xích Sương Mai có cầm mít được không? Có trả bài không cho Nhật Quỳnh? Xin một tín hiệu ạ. Dạ, không, vậy là không. Sương Mai không có trả lời. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Quốc Kinh 309. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Chattaritana ninaro bhamato abhacchati bharadaru basevi apunya laphang anika masayang ninang tatiyang nirayang chatuthang Chattaritana ninaro bhamato abhacchati bharadaru basevi Apun nha la phang nanika masai yang nin dang tati yang nira yang chatut thang, bốn nạn chờ đợi người. Dạ, đang đông cầm mít cho Nhật Quỳnh chút xíu. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Dạ, con xin đọc bài lại ạ. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên. Bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Chattaritana ninaro bhamato abhacchati bharadaru basevi abunya laphang nanika masayang nindang tatiyang nirayang chatuthang Chattaritana ninaro bhamato abhacchati bharadaru basevi apunya laphang nanika masayang indang tatiyang nirayang chatuthang. Tà dâm tà vại vợ người, bốn điều bất hạnh đến thời phải vương. Một, chịu họa hại hai tai ương. Hai là khó ngủ dạ thường lo âu. Ba, đời chị đời phỉ nhổ ngập đầu. Bốn, đọa địa ngục
đâm sâu cột trùng. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và cảm ơn Xích Sương Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu là không cầm mic được. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Dạ, nếu sư mà tới máy thì sư cho con một tín hiệu để con cung thỉnh sư ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Cảm ơn Vinh Bát Thanh Á, cô ấy Minh Xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư để chờ Ngài Đại Đức Pháp Tính trở lại đạo tràng. Dạ, kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng, con đã điện thoại cho sư Minh Mẫn và sư đã trả lời con là bà thân của sư bị mất, sư đang ở dưới quê nên sư có nhờ Đại Đức Pháp Tính. Dạ, bây giờ thì con Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trong khi chờ đợi Đại Đức Pháp Tính ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Ramma Chaloka Thi Ba Thi Saham Ba Thi Katan Chali An Thi Va Rang Aya Cha Tha Santi Tha Sat Tap Ba Ra Chap Kha Cha Thi Kha Đệ sê tụ thâm măng à nu căm bi măng ba chăng. Sa thầm ma vê rìm vi na dánh cha ca dăng. Su tanh cha băng thăng à phi thâm ma châm măng. À cô ta danh tô ta tu sát cha đăng đăng. Ba bơ thà nay dê bà đi xa dạ mặt chê. Ê quang sa hâm bà tê râm ma phà ga quanh tăng à gia cha thà. Tuấn hay ba quê na tăng buốt thơ cà ruồn nhê na thì qua xa già. Tạnh ha buốt tha gia bà nê na mì gà đa dân ta tô ga tô. Bạn cha quát cha đà giờ nay dê à măng ba dê sì thăm ma tô. Tạ tu ba phu tì xăm buốt thô à nu na thăm ma đê sa nằng. Ma ga quát sa ni đê sê si sa ta nan a tha sích tha căng. Tệ na sa thu ai dơ phanh tê tại sai tu thấm mà đề sa nằng. Sát ba di tha ba đề sa gia à nu cầm bấm bị ca ta về. Chúng sanh tất cả bốn hàng à như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng. Trổ hoa lành trái đặng mùi hương a pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi so đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhân lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Cà tan dời thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tội mê cầu được trí tri vẹn toàn. Mô Bích Tha Giá, dạ con không biết thầy Đức Pháp Tính đã trở lại mái chưa sư, cho con một tín hiệu bạch sư. Dạ đạo tràng có thấy tín hiệu của đại đức không quý quý gì? Dạ mái Nhật Quỳnh nó có hơi bị dở. Dạ sa thú, con đã thấy tín hiệu của thư sư rồi. Nam mô Bích Tha Giá, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh 310. Dạ Nhật Quỳnh cảm ơn huynh Bách Thanh Á đã cho bài học. Dạ con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính rất là nhiều đã điềm khuyết ngày hôm nay. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thân mẫu của đại đức Minh Mẫn qua đời, thành ra đại đức Minh Mẫn phải bận làm tang lễ cho thân mẫu là mẹ của đại đức Minh Mẫn. Do vậy chúng tôi sẽ điềm khuyết giảng thế cho đại đức Minh Mẫn. Do gia đình của đại đức Minh Mẫn ở xa quá, ở Bạc Liêu, cũng gần tận cùng đất nước Việt Nam rồi, mà đi vào cái vùng sâu, vùng xa, nó rất là khó đi. Thành ra do vậy, đại đức Minh Mẫn mới nói với chúng tôi, thôi, chư tăng, huynh đệ, các vị Phật tử có tâm, có lòng như vậy, đại đức cũng ghi nhận rồi, cũng được rồi. Do đường xa lắm, quý vị đi xuống nó rất là cực, chẳng những đi xe xuống mà còn phải đi bộ vào ở trong thôn quê, thành ra sẽ rất là cực. Thành ra chúng tôi đã gọi điện chia buồn đến đại đức Minh Mẫn. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta tiếp tục với câu kệ Pháp Cú Kinh số 310. Theo như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa tương vựng. Abun nhát là phù chát gáp tì chát bà bi cà. Abun nhát là phù chát gáp tì chát bà bi cà. Abun nhát là phù chát gáp tì chát bà bi cà. Phi tát sát, phi tà giác, ra thì chắc, thô kiết ca. Phi tát sát, phi tà giác, ra thì chắc, thô kiết ca. Phi tát sát, phi tà giác, ra thì chắc, thô kiết ca. Ra cha chắc đành đằng, gác rú cằn, bát nề tí. Ra cha chát đành đằng gác rú cằn bát nề tí. Ra cha chát đành đằng gác rú cằn bát nề tí. Tát mà nát rô bát rát đà rằng nát xề về. Tát mà nát rô bát rát đà rằng nát xề về. Tát mà nát rô bát rát đà rằng na xề về. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ Abun nhá la phô. Abun nhá la phô
Kỳ trước chúng ta ở trong cái bài trước chúng ta đã học rồi, chúng ta đã học rồi nhận lãnh điều vô phước Apunyat Lapo, nhận lãnh điều vô phước. Chá có nghĩa là và, Gati, Gati có nghĩa là đi đến, và hay là ở trong cái trường hợp này là cảnh giới. Gati, Gati là cảnh giới. Babika, Babika, Babika có nghĩa là xấu xa. Babika có nghĩa là xấu xa. Vitassa, Vitassa có nghĩa là của nam nhân. Vitassa, sợ, và xin lỗi vì sợ hãi của nam nhân. Vitassa, sợ hãi của nam nhân. Phi ta giá, phi ta giá có nghĩa là sợ hãi của nữ nhân. Phi ta giá, sợ hãi của nữ nhân. Rati, rati có nghĩa là khoái lạc. Rati có nghĩa là khoái lạc. Thokika, Thokika, Thokika có nghĩa là nhỏ nhoi hay là chút ít. Thokika, nhỏ nhoi hay là chút ít. Raja, Raja có nghĩa là đức vua. Raja có nghĩa là đức vua. Raja, đức vua. Dạ. Chá có nghĩa là và, chúng ta đã biết rồi. Đanh đăng, đanh đăng có nghĩa là hình phạt. Đanh đăng có nghĩa là hình phạt. Gác rút căng, gác rút căng có nghĩa là trầm trọng hay là nặng nề. Gác rút căng, trầm trọng hay là nặng nề. Bát nê tí, bát tí có nghĩa là áp dụng. Là một cụm từ, nê tí, áp dụng. Ban nề tí, áp dụng. Tát ma, tát ma có nghĩa là do đó. Do đó. Nagro, Nagro có nghĩa là chúng sanh. Chúng sanh. Bá-ra-đà-răng có nghĩa là vợ người khác. Vợ người khác. Rồi, cuối cùng thì chúng ta, dạ, ná thì chúng ta đã biết rồi là không. Nha. Cuối cùng thì chúng ta còn một cái động từ CV. CV có nghĩa là lân la hay là khoe vãng. CV có nghĩa là lân la hay là ve vãn.
lân la hay là phê phán. Qua được phần tử rồi, cảm ơn Phật tử lại mình rất nhiều. Apun nhát la phô chát gát thì chát bà bí ca phi tát sát phi tà giác rát thì chát thô ký ca ra cha chát đành đằng gát rút cằn nát về tí tát mà nát rồ bát rát đà rằng nát xề về. Có nghĩa là mắc họa, đọa ác thú, bị hoảng sợ, ít vui, quốc quương, phạt trọng hình, vị chớ theo vợ người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục là phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 310. Mô Bích Tha giá và đạo tràng, chúng con không nghe được âm thanh của sư. Sư con thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. Dạ cảm ơn rạng đông. Dạ, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi là chưa? Dạ, xa thú quý vị. Trước khi bắt đầu vào thời giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutan Rovantan Apiwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Nammami Lokassa Nathang Paramutta Hằng Buddhan Cha Thamman Cha Bannamami Sangham. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần thủ ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này với quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú Kinh số 310 có trùng duyên sự với bài 309. Thì duyên sự của hai cái bài này đó thì nói về một cái nam nhân tên là Khê Mắt Cá. Thì ở trong câu kệ Pháp Cú này đó do Đức Phật Ngài thuyết lại khi mà Ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến thanh niên Khê Mắt Cá. Chàng thanh niên Khê Mắt Cá này đó được ở trong kinh kể lại rằng là chàng rất là đẹp trai, thành ra có rất là nhiều nữ nhân đã mê mẩn và cuối cùng đều rơi vào tay của chàng hết. Thì rồi do chàng qua lại với nhiều nữ nhân ở trong thành nhiều lần như vậy nên chàng này đã bị bắt. Chàng này đã rất là nhiều lần bị quan quân người ta bắt.
Nhưng mà khi mà quan quân bắt được rồi đó à, thì cũng thả chàng ra. Ngài cũng thả chàng ra do cha của chàng á, là một cái ông đại triệu phú à, rất là có tiếng ở trong thành. Thì à, lúc đó à, cha ông rất là buồn à, cha của à, chàng này rất là buồn à, nên đã à, đi đến à, mát với Đức Phật à, cũng như là à, thỉnh à, Đức Phật à, có cái sự mà quở trách à, và à, thuyết giảng à, dạy dỗ cho à, thanh niên à, Khê Mắt Cá. Thì à, khi mà thanh niên Khê Mắt Cá đó à, được à, nghe Đức Phật à, thuyết giảng à, cái tai hại à, cái tai hại à, về à, cái hạnh tà dâm như vậy đó, thì à, cuối thời pháp thanh niên Khê Mắt Cá đã chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi à, từ đó, đó thì ở trong kinh nói lại, từ đó ở trong thành à, coi như là nhà nhà được hạnh phúc à, được an vui. Thì lúc đó, đó à, các vị tỳ kheo mới hỏi à, cái hạnh nghiệp của Khê Mắt Cá như thế nào mà chàng á, thì à, phạm vào cái tội tà dâm mà có cái khả năng à, để à, chứng đắc được đạo quả à, Tu Đà Hoàn à, trở thành một cái à, một cái bậc thánh đầu tiên ở trong cái à, giáo pháp này. Thì à, kính thưa quý vị, lúc đó Đức Phật à, mới thuyết lại là ở trong cái thời giáo pháp mà của Đức Phật Cách Xá Bá đó, à, tiền thân của thanh niên Khê Mắt Cá là một cái vị võ sĩ à, đã nhiều lần à, vô địch. Thì trong những cái lần vô địch đó, đó à, thì à, tiền thân của thanh niên Khê Mắt Cá đã đem những cái lá cờ à, những cái cờ mà mình chiến thắng được đó à, đem về để mà à, treo lên ở trên cái tháp à, của bậc chánh đẳng chánh giác Cách Xá Bá à, rồi à, khi mà à, cúng dường những cái lá cờ như vậy đó à, thanh niên Khê Mắt Cá đã à, phát nguyện rằng là nếu mà được sanh lại làm người à, sanh lại làm người thì những người nữ nhân nào à, thấy đến mình à, là coi như là đều mê mẩn hết à, trừ ra những cái nữ nhân ở trong à, quyến thuộc à, của mình đó. Thì quý vị thấy rằng là do cái sự à, phát hiện à, như vậy đó à, thì à, tiền thân của à, Khê Mắt Cá à, khi mà sanh ra được làm người, nhất là ở trong cái kiếp sống này à, đã là một cái chàng à, rất là đẹp trai à, và à, các cái nữ nhân à, đều à, mê mẩn à, về cái chàng này. Đó là do cái à, do nó cộng với à, cái nghiệp à, cái sự phát nguyện ở trong quá khứ là như vậy đó. Thì ở này chúng tôi cũng nhắc lại à, ngày hôm thứ hai thì chúng tôi đã nói rồi à, nhưng mà chúng tôi cũng nhắc lại cái gì nó cũng vậy quý vị. À, nó cũng phải có cái nhân ở trong quá khứ, rồi nó có cái nhân ở à, trong tại nữa. Cái nhân ở trong quá khứ á, của à, cái chàng này á, à, là như thế nào? Cái nhân ở trong quá khứ của cái chàng này á, là khi mà tạo phước như vậy đó à, rồi phát nguyện à, tạo phước như vậy rồi cái à, phát nguyện, rồi khi mà à, phát nguyện như vậy á, thì à, không ngờ à, không ngờ rằng là ở trong đời sau cái nguyện đó à, nó thành cái sự thật đó. Thành ra đó à, rồi ngay trong tại đó à, thanh niên Khê Mắt Cá à, Bát Mát Tô có nghĩa là bị phóng dật à, bị sao lãng à, bị sao lãng, thành ra đó à, mới có à, những cái à, lúc à, phạm tội. Thì chúng tôi muốn nói cái điều này đó là chúng ta nhớ rằng là nó có nhân ở trong quá khứ, rồi nó có nhân ở trong hiện tại. Nhân ở trong quá khứ à, mình đã từng à, tạo phước và mình phát nguyện à, như vậy. Còn à, nhân ở trong hiện tại là Bá Mát Tô, có nghĩa là thất niệm à, thất niệm, thành ra à, bị à, những cái tạo ra những cái nghiệp này. Vậy thì à, ở xung quanh, ở trong cái câu chuyện này á, là chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã nêu lên cái gì quý vị? À, Đức đã nêu lên à, những cái hiểm nạn à, những cái khổ mà do một người à, phạm vào à, những cái à, tội à, tà dâm à, có nghĩa là ở trong toàn bộ à, cái bài kinh này á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nêu lên cho à, thanh niên à, Khê Mắt Cá
thấy những cái nguy hiểm, những cái chuyện mà mình phải gánh chịu do mình phạm vào cái tội tà dâm. Quý vị biết rằng thường thường người ta nói rằng đối với Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Có nghĩa là quý vị thấy rằng những người đó, người ta thấy chúng sanh mà bệnh hoặc là đau đớn quằn quại ở trên một cái giường bệnh á, thì người ta nhìn người ta hoảng sợ, người ta nhìn người ta có cái sự mà hốt hoảng về những cái bệnh đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với khi mà tạo cái nhân á, thì người ta không sợ. Tạo cái nhân thì người ta không sợ. Quý vị thấy rằng có nhiều người á, bị cái phiền não chướng, bị cái phiền não chướng. Có nghĩa là lúc bình thường á, là coi như là mình rất là ngoan hiền, hoặc là bình thường mình rất là thông minh. Nhưng mà khi mà có chuyện nó xảy ra, hoặc là có cái cảnh gì nó đến với mình, hãy mà nghịch cảnh á, thì mình sân. Mà hãy mà thuận cảnh á, thì mình tham. Đó. Nhưng mà bình thường thì sao quý vị? Bình thường thì người đó rất tốt. Bình thường thì người đó, người ta cũng như là người ta rất là bình tĩnh, người ta rất là có trí để mà người ta xử lý những cái việc này, những cái việc kia. Nhưng mà khi mà đụng chạm đến cái gì đó bản thân của họ hoặc là quyến thuộc của họ, ở đây đó chúng tôi thật sự ra đó, trong những cái năm tháng mà chúng tôi sống ở trong chùa đó, chúng tôi gặp những cái điều này nó rất là nhiều quý vị. Những cái điều này nó diễn ra rất là nhiều. Có những người đó là khi mà bình thường á, họ tu tập được, nhưng mà khi mà đụng chạm đến thân bằng quyến thuộc hoặc là con trai con gái hoặc là những người trong quyến thuộc của họ có một cái gì đó thì họ sẽ bị bắn loạn lên, họ bị cũng như là bị thất niệm liền đó. Nhưng mà đối với cái chuyện của người ta đó, thì những người đó người ta xử lý nó rất là nhanh, nó rất là giỏi. Nhưng mà đến chuyện mình là coi như là mình bị chi phối, mình thua. Đó, thì cái điều này á, là tại sao? Cái điều này là tại sao quý vị? Tại vì thường chúng ta không có tu tập, chúng ta bị bamato, có nghĩa là chúng ta bị sao lãng. Thành ra đó, cái pháp này á, nó quan trọng. Đối với một người á, mà tu tập, chúng ta tạo được công đức phước báo là cái chuyện đó là chúng ta cần phải tạo rồi. Nhưng mà đối với cái tâm của chúng ta đó, chúng ta phải giữ làm sao mà cho nó có niềm. Thì thường thường á, là có người á, là quý vị thấy rằng á, do cái đời sống người ta tu tập nó cộng với cái gì quý vị? Nó cộng với cái nhân gần là theo cái năm tháng, cái tuổi tác của mình nó cao, cái tuổi tác của mình nó cao, rồi cái sự tu tập của mình dần dần nó có cái dần dần nó có cái kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi nói ra một cái thí dụ, chúng tôi nói ra một cái thí dụ nữa quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng hồi trước khi mà mình lên Banh Thót là quý vị thấy rằng ba cái chuyện mà chai với mặn mình tranh luận hoài phải không quý vị? Hễ mà nhắc tới cái đề tài đó là coi như là ai cũng nhào vô tranh luận. Nhưng mà bây giờ do cái thời gian tu tập trải qua một cái thời gian dài rồi, mình cảm thấy cái tuổi thọ mình nó bị ngắn dần 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 rồi. Thành ra đó bây giờ mình không có còn tranh cãi gì hết. Chúng ta không có còn tranh cãi gì hết. Nam mô Bụt Thầy.
đạo tràng, con không còn nghe âm thanh của sư nữa, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại à. Dạ cảm ơn Trần Đông, cảm ơn Kinh Bạch Thanh. Nam mô Bích Tha. Dạ dạ con xin con cung thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi hay chưa? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ rồi chúng tôi trở lại với cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng là đối với toàn bộ cái bài kinh này thì Đức Phật đã thuyết giảng do cái nhân mà mình tạo ra cái tội tà dâm đó, thành ra đó sẽ đi đến cái nhận lãnh những cái điều dữ vị, nhận lãnh những cái điều vô phước, Abunya là phần những cái điều vô phước. Quý vị biết rằng đối với những cái điều vô phước nó có nhiều lắm quý vị. Nhận lãnh những cái điều mà vô phước nó có nhiều lắm. Quý vị thấy rằng có những người đó không biết rằng là tại sao người ta sanh ra trong cuộc đời này, coi như là cái đi đến đâu cũng bị cái hội chúng người ta cũng như là người ta chế giễu mình, hoặc là người ta nói xấu mình, hoặc là người ta nói chung là người ta ghét mình, người ta không ưa. Thì cái điều đó là nó cũng là do đâu quý vị? Do mình vướng vào cái tội này ở trong một cái đời nào đó, ở trong quá khứ mình không biết được, là do mình vướng vào. Thì thật sự ra đó, cái người đó những cái người mà người ta nói xấu hoặc là người ta chửi, người ta phỉ báng mình, thì thật sự ra người ta cũng tạo cái nghiệp, người ta cũng tạo cái nghiệp. Nhưng mà ở đây mình nói về cái bản thân của mình, mình nói về cái bản thân của mình nè, quý vị thấy rằng là do mình tạo cái nghiệp gì đó, những cái nghiệp tà dâm ở trong quá khứ, thành ra ở trong cái đời sống này tự nhiên là mình sẽ bị người ta vu oan giáo họa. Người ta tự nhiên người ta không có, người ta nhìn mình người ta không ưa, người ta không thích mình, hoặc là có thể là người ta sẽ chửi mắng mình đồ này kia. Rồi nói về cái thân thể mình cũng vậy, nó cũng không có cái sắc đẹp, hoặc là nó không có, nói chung là nó không có cái sự may mắn. Chúng ta nhìn lại cái cuộc đời này, chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này nó có nhiều cái hạng người, và có những cái hạng người là coi như là nhận lãnh đủ thứ điều ở trong cái đời sống này hết. Những cái gì khổ là nó sẽ xảy đến, nó sẽ diễn ra đối với một người mà tạo những cái nghiệp này đó, thành ra gọi là những cái điều vô phước, Abunya là phần những cái điều vô phước. Rồi ngủ không có yên, ngủ không yên thì cái thường thường cái điều này nó đúng rồi quý vị, nó đúng rồi. Khi mà chúng ta mà tạo những cái tội này rồi thì quý vị thấy rằng có nhiều khi mình ngủ mình cũng nằm mộng mà mình thấy cái sự hốt hoảng, hoặc là quý vị thấy rằng có những người người ta nhìn thấy những người mà bị hình phạt đồ này kia, người ta cũng sợ, thành ra
gọi là ngủ không có yên. Rồi cái đó là nói về cái ngay ở trong cái lúc mà chúng ta còn sống. Còn đến khi mà mạng chung á, thì chúng ta làm sao quý vị? Là chúng ta sẽ sanh vào khổ cảnh, sẽ sanh vào khổ cảnh. Thành ra đó, ở trong cái câu kệ mà chúng ta học đó, thì nói rằng là cái người mà tạo những cái tội này bị hoảng sợ ít vui, hoảng sợ ít vui có nghĩa là cái sự sợ sệt mình nó nhiều, hình cái sự vui của mình nó rất là ít ở trong cái đời sống bình nhật của mình. Rồi sanh xuống khổ cảnh. Còn nếu mà có được làm người á, sẽ làm người hạ liệt, sẽ làm người hạ liệt là do cái quả báo mà cái người mà phạm cái tội tà dâm. Rồi còn nếu mà sanh lại làm người đó thì quý vị thấy rằng là coi như là thường thường ưa bị những cái hình phạt của đức vua hoặc là của quốc độ, người ta sẽ xử tội những người mà phạm vào cái nghiệp này. Thì như lúc đầu chúng tôi nói toàn bộ cái bài kinh này đó, thì quý vị thấy rằng là Đức Phật Ngài đã nêu lên cái gì quý vị? Đã nêu lên cái nhân và cái quả để cho chúng ta thấy, để cho chúng ta thấy. Thành ra đó, có những lúc trước đó, chúng ta học về đối với bát chánh đạo, hoặc là chúng ta học về cái chánh kiến đó, thì có những lần chúng tôi nói với quý vị đó, khi mà chúng ta có cái chánh kiến là không phải là cần phải là chúng ta phải tu tập mà phát sanh trí tuệ. Quý vị, cái chánh kiến đầu tiên đó, mà chúng ta cần có đó là chúng ta tin nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta tin nghiệp và quả của nghiệp. Cái đó, cái này đó, nó không cần phải trải qua một cái thời gian mà chúng ta luyện thiền mà phát sanh trí tuệ. Bây giờ quý vị thấy rằng á, giờ mình cảm thấy mình đặt câu hỏi, mình tin không, tin hay là không đó. Bây giờ mình nhìn coi tại sao mà có những đứa bé khi mà nó sanh ra nó bị một cái cục bú nặng ở trong đầu, hoặc là một cái cục bú lớn ở trong cổ, hoặc là có những người từ nhỏ tới lớn không có sát sanh, không có làm cái chuyện gì ác hết, nhưng mà băng qua đường cái bị tai nạn xe cộ, hư đi một chân, mất đi một cái chân, vân vân. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình đổ thừa đó, mình nói rằng là do trời giáng, hoặc là do một cái nói chung là một cái mình quyền rủa một cái điều gì đó, thì cái điều đó nó không phải. Do chúng ta đã tạo một cái nghiệp gì đó ở trong quá khứ, thành ra bây giờ cái sự bất cẩn của chúng ta, chúng ta bị cái tai nạn như vậy, thành ra chúng ta phải hứng chịu những cái sự khổ đau đó. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta là cái người tu tập đó, cái điều trước tiên á là chúng ta có chánh kiến là như thế nào, có chúng ta có cái niềm tin nghiệp và quả của nghiệp. Hễ mà chúng ta tạo ra cái nghiệp đen thì chúng ta phải chịu cái quả đen, mà hễ mà chúng ta tạo cái nghiệp trắng là chúng ta sẽ hưởng cái quả trắng, chứ không phải là do một ai đó mà gán cái quả nào này vào cho mình hết. Những cái câu kệ pháp cú kinh trước đó, quý vị thấy rằng là không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trỗi quả ác nghiệp đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng là do nghiệp mà chúng ta đã tạo ở trong quá khứ. Nếu mà chúng ta tạo cái nghiệp trắng thì chúng ta hưởng cái quả trắng, chúng ta tạo cái nghiệp đen chúng ta hưởng cái quả đen. Thành ra đối với cái người tu tập của chúng ta đó, trước nhất là chúng ta phải làm gì quý vị? Trước nhất là chúng ta phải có niềm tin nghiệp và quả của nghiệp. Rồi khi mà chúng ta có niềm tin nghiệp và quả của nghiệp rồi thì sao quý vị? Thì chúng ta sẽ hộ trì tam nghiệp của mình, khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Chúng ta phải hộ trì, có nghĩa là chúng ta giống như là mình có cái sự mà phòng ngự cẩn mật, không để cho những cái phiền não nó phát sanh, chúng ta không để cho những cái phiền não nó phát sanh lên. Chúng ta phải gìn giữ cái tâm của chúng ta nó cẩn mật, để chi? Để chúng ta không có khởi lên những cái
niệm bất thiện, hoặc là chúng ta không có bị phóng dật, phóng tâm. Đó thì khi mà chúng ta có cái niềm tin nghiệp và quả nghiệp rồi, thì lúc đó chúng ta phải hộ trì tam nghiệp của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phòng hộ đó, sanh-quát-rô đó, chúng ta phải phòng hộ thân khẩu ý của chúng ta, đừng để rơi vào những cái ác nghiệp do ý hoặc là do thân, do khẩu gì đó. Chúng ta phải có cái sự phòng hộ một cách cẩn mật, như ở trong Pháp Cú Kinh mà Đức Phật cũng đã dạy, như cái mái nhà khéo lợp, nước mưa không thấm dột, thì tâm của chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự phòng hộ như là cái người mà lợp cái mái nhà mà khéo lợp như vậy, tâm của chúng ta khéo tu thì tham ái nó không có xâm nhập. Thì đây là những cái gì mà chúng tôi muốn trình bày ở trong cái bài kinh này, thì thật sự ra chỉ nói đến cái nhân và cái quả, kể ra những cái điều khổ mà do phạm vào cái tội tà dâm này, chứ không có cái gì mà để mà khó khăn. Thành ra chúng ta chỉ có đặt niềm tin vào chúng ta tin hay là chúng ta không tin thôi. Nếu mà chúng ta tin thì chúng ta sẽ thu thúc thân khẩu ý, lục căn của chúng ta, để ý cho chúng ta đừng có rơi vào những cái tội này. Đây là cái thời thuyết giảng này, chúng tôi xin được kết thúc với cái thời gian này. Với cái phần phước này, xin thành kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng, và cũng xin chia cái phước này đến cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cũng hồi hướng phước này đến giác linh của Đại Đức Tuệ Minh cũng mới vừa hóa giảng, và cũng hồi hướng cái phước này đến thân mẫu của Đại Đức Minh Mẫn, mong cho các vị nhận được cái phước này để được an lạc lâu dài. Cuối cùng thì cũng xin chia điều cái phước này đến tất cả các vị chư thiên chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ tọa lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, sa thú sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng bài học số 310 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho tâm chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Phật tu sắp mang lang ra khăn tu sắp bề đề quả tu sắp buddha nữ phà huệ na sa đa sở thị phong quan chú tề quả tu sắp mang lang ra khăn tu sắp bề đề quả tu sắp đam ma nữ phà huệ na sa đa sở thị phong quan chú tề bà quát tu sắp bằng mang ngả lang ra khăn tu sắp bề đề quát tu sắp bằng sang kha nu pha we na sa da sa thi phong hành tu tế. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành minh tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài. Di cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng pa ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô.
pe tham ma cha ri no phut thêm sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức.